Một năm cũ đã trôi qua và còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta lại bước sang một năm mới. Năm nay các bạn thế nào? Mình thì đi cày quanh năm nhưng mà cuối cùng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng để ra được đồng nào cả. He. Đấy, có cái clip từ tận Tết Dương về hoa tớ dày mà bây giờ mới ngồi lại ở đây để edit video được. Hoa này thì mọc rất nhiều ở trên Mù Căng Chải nên là còn được gọi là hoa đào rừng. Ở dưới xuôi thì người ta gọi là hoa mai anh đào. Có một câu chuyện như thế này, bạn mình đã từng hỏi mình là thời điểm hoa mai anh đào ở trên Mù Căng Chải nở là tháng mấy. Ban đầu thì mình còn không biết hoa này là hoa gì, sau này thì mình mới biết đó chính là hoa tớ dày. Hoa này thì nở đẹp nhất vào khoảng tháng 12 dương lịch, thời gian nở sẽ từ 10 đến 15 ngày. Và ở trên Mù Căng Chải đến mùa hoa nở, ở trên những ngọn đồi rất đẹp, vẻ đẹp tự nhiên mà hiếm ở đâu có được. Để tìm một điểm check-in ngắm hoa tớ dày thì có rất là nhiều chỗ, nhưng mà để nói về địa điểm đẹp và thu hút mọi người đến sẽ có 3 điểm check-in. Clip này mời mọi người cùng mình đi check-in những điểm hoa tớ dày đẹp nhất ở trên mảnh đất Mù Căng Chải, quê hương Yên Bái của mình trong vòng 1 ngày nhá. Sáng sớm, mình đi xe lên trang trại Thành Anh. Ở trên này, hoa được anh chị trồng cách đây 7 năm và có quy hoạch ở hai bên đường vào. Đoạn đường tuy chỉ có 200-300m thôi nhưng mà hôm mình đi đúng vào dịp hoa nó nở đẹp. Xong hôm đó thời tiết lại còn đẹp nữa chứ. Ui trời ơi, mọi thứ gần như là hoàn hảo ấy. Tiếc là mình lại chụp được hơi ít ảnh. Đoạn đường vào thì đã được bê tông từ lâu rồi nên là ô tô có thể đi thoải mái nhá. Tuy nhiên là có nhiều con dốc cao và dài nên là đi lại còn hơi khó khăn. Từ trung tâm huyện lên có 18 km mà đi mất 40 phút là các bạn biết là đường như thế nào rồi đấy. Ở trong này thì ngoài ngắm hoa tớ dày ra thì cũng không có cái gì nữa cả. Xung quanh tứ phía toàn là núi với đồi thôi. Cái khu này hình như là địa điểm hẹn hò của mấy con chim hay sao ấy, mà hôm mình đến ấy, chim nó kéo đến cả đàn hót líu lo, nghe cũng thích phết. Ở trong trang trại thì cũng có làm cơm phục vụ nhưng mà thôi, mình về huyện ăn cơm, có tiền đâu các bạn. Riêng tiền vé vào cũng đã 30.000 một người rồi. May hôm đó là có thằng em trả hộ ấy chứ. Chiều thì mình lại lóc cóc đi đến địa điểm thứ hai, đó chính là bản Trống Báo Sang thuộc xã La Bát Tẩn. Địa điểm này thì cách trung tâm huyện tầm khoảng 25 km và đi khoảng 45 phút. Từ đường quốc lộ vào cũng đã được bê tông hóa rồi nên là đi lại cũng đỡ vất vả hơn cái đợt đầu tiên mình đến cách đây mấy năm trước các bạn ạ. Quê hương thì ngày càng phát triển, đường xá cũng đã được bê tông hóa để đi lại đỡ vất vả hơn. Nhưng mà nó lại làm mất đi mấy cái góc chụp ảnh đẹp của mình. Rừng hoa vẫn còn đó nhưng mà cảm xúc nó không còn được như xưa. Cảm giác là nó dần dần mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của nó ấy các bạn. Địa điểm này thì hôm mình đi người ta đã bắt đầu làm du lịch nên là cũng đã có thu vé rồi. Hôm mình đi ấy, toàn là người với người thôi. Thế nào mà có một chị ở dưới Hà Nội lên ngắm hoa mai anh đào. Đấy, thế mình cầm mấy ảnh cứ tưởng là thợ chụp ảnh. Chị ấy bảo là nhờ mình chụp hộ cho vài kiểu, tí có gì thì chị ấy cảm ơn sau. Chụp gần được, chị đứng ở gốc cây như kiểu cây cô đơn đấy. Vâng, em thì luôn sẵn lòng. Ảnh thì không biết là có đẹp không nhưng mà tiền công của em là 5 lít chị ạ. Chị này tên là Liên, làm bác sĩ nha các bạn nhé. Hơn mình 2 tuổi, biết là gặp đúng người có tiền rồi nên là mình cứ thế mà chém thôi. À, có một điểm ngắm hoa tớ dày rất đẹp nữa ở trên Mù Căng Chải, đó chính là cái khu resort đang xây dựng ở chế Cú Nha các bạn ạ. Đợt mình đi địa điểm này tiếc là hoa nó lại chưa nở, toàn lá là lá thôi nên là mình cũng không ghé vào. Nên là lại phải để dành để đi vào năm sau vậy. Clip của mình cũng đến đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh mình trong năm qua nha. Chúc tất cả mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe và sự như ý ạ.